Anh có đánh UE mấy đâu. Có một đợt em cái đợt em mới chơi em farm UE bán ai ăn đi đen năm mấy cục tiền giờ vẫn lãi đấy nhưng mà lãi mỏng. Exile do something. My mana is gone. I'm not up to that just yet. A howl from the void. Để 45 sao sao nhiều được phê mới nhỉ? Lại phải tăng giá rồi. Forget the book. Forget bao nhiêu? Forget medium. Nhưng mà số ấy, số bao nhiêu? Số lại số 13. Số bao nhiêu ấy? 13 là cao ấy chứ. 13 là cao đấy. Em để 45 mà nó cũng thêm ở đây tí về chỉ. Tức là giá sàn là bao nhiêu? Giá sàn hiện tại 45 à? Giá sàn 45. Ừ thì phải để hơn, phải để 70 gì đấy. 13 là cao rồi. Giá sàn với 13, em thất à. Em thất với Awaken là chết mà. Sao lại giá sàn medium mà 13 được không chuyện đấy đâu. Tí chết. Tí thì lao vào mấy cái bi của anh Shipper. Bắn bi ghê. Em build của anh tầm này đánh gần nhìn béo luôn. Vẫn còn sót đấy. Hình như anh không mất một máu nào giờ. Anh chưa phải bấm bình thế nào. Hình như hai không drop được gì. Hai 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 hai